say say lo say say, mu say say lo say say, hầu chứ hầu mê mê, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mê mê, thầm mơ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm. Núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chứ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống. Chỉ có đàn đàn sáo thôi. Em cầm cờ em đứng trước thầy cô. Đấy. Hôm nay em rất là vui được đứng cạnh thầy Hưng, đứng đứng cạnh cô Mai. Hôm nay thì em không biết nói gì hơn nữa, bởi vì là đêm nay thì chắc chắn là em sẽ không ngủ cùng thầy Hưng rồi. Sao? Bởi vì là em say rượu. Trước khi say ấy, thì là em xin phép được gửi tặng thầy cô một bản sáo mà cũng mong muốn là các thầy cô là để ý đến học trò của em là bạn bạn Mỹ Hờ. Hơi Hờ để ý rồi, tao bảo từ lúc nãy rồi đó 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 đó, à, mấy tiếng nay để ý rồi, nhưng hôm nay em muốn là thầy cô để ý hơn nhiều nữa là bạn Hờ, là đó là một người vùng cao Nguyên Đá, thì đó là hôm nay là cực kỳ tuyệt vời luôn. Em thổi sáo thì không hơn 100 cây xuống đây. Cô muốn nghe hát trước hay là nghe sáo nghe sáo trước? Tập thập cẩm đi. Chơi cái đòn thập cẩm. À, sáo trước cô nhá. Rồi rồi, cái gì? Rồi. Rồi. Anh Hoàng Khiển là người caramel nhá, anh Hoàng Khiển nhá. Rồi. Anh một phát này vào phù hộ vào đầu tao rồi đấy. Cả nhà nào, được chưa? Ai có chơi được chưa nào?
Rồi. 1 2 3 giờ 2 3 giờ 2 3 uống hậu chơi. Ai có cà phê dùng cà phê, ai có rượu dùng rượu, ai có bát dùng bát. Rồi. Dô một cái cho nó máu lại cho nó. Thầy thầy cô nào. 1 2 3 giờ 2 3 giờ 2 3 uống. Đó, hết, chồng đi lên. Đó. Rất là vui. Thầy ơi, em yêu thầy. À. Rồi. Thầy là con gái em yêu luôn, thầy là con trai thôi. Rồi, em đấm lưng cho thầy cho chắc ăn. Rồi, thầy em. Rồi. Thôi em đấm lưng. Tập quá rồi. Hay lúc không? Thì em đấm lưng cho thầy cho chắc ăn. Anh Huy chăm sóc thầy nhé. Ok. À, bà đã gặp anh Hoàng, anh Hoàng Kiến nha. Hôm nay anh ấy đi giúp A Pao quay tay, giúp A Pao sản xuất ra người những video đẹp nhất hôm nay ở quán bạ. Và hôm nay là có thầy cô của A Pao đã ở đây và hôm nay là rất là vui. Cũng không biết nói gì hơn nữa. Nửa đêm sẽ có những tín hiệu quay lại với cả nhà. Mời say, chào cả nhà. À, cả nhà thân mến, A Pao và Sơn, gọi là Mỹ Sơn đấy nhờ. Sơn quản bạ, Sơn K1, nhạc K1 đang đón các thầy cô về với gia đình. Hôm nay rất là vui, các thầy cô lên tuyển sinh cho nên là đi xe máy này, đi ô tô này. Đấy, hôm nay rất là vui các thầy cô đến với gia đình. Đấy, từ tận Thái Nguyên cơ. Đấy, các thần quyển đang chờ đón các thầy này, các cô này. Đó, bây giờ Apao sẽ đón các thầy. Rồi. Đây là Mạnh Nắng Cao Nguyên này, kênh YouTube Mạnh Nắng Cao Nguyên này. Đấy. Hề quá. Đây Mỹ Hờ này. Rồi. Em này vào đi. Rồi. Em chị nhá. Rồi. Chị vào đi. Anh Huy này, anh Huy còn bạn này. Rồi đây là cô Mai. Em chào cô, em yêu cô. Rồi. Đây cô Mai. Rồi. Rồi. Đây, cả nhà này. Rồi. Ai? Rồi, em biết rồi. Này, ai nói? Tầm này em sai rồi, em không nhớ đâu. Đây, dàn đây. Rồi, em không nhớ đâu. Rồi. Thầy Hưng này, rồi. Em là thầy. Rồi, mua sai. Rồi. Thầy Hưng, rồi, mua sai. Rồi, em mời thầy về nhà Sơn uống chè. Rồi, mua sai. Rồi. Anh Hoàng Kiển này. Kênh YouTube này, Hoàng Kiển này. Rồi, mua sai. Rồi, cả nhà. Tối qua không nhìn thấy gì. Rồi, xong rồi. Rồi. Rồi, hai ba. Rồi. À đây, bạn Sơn là mời tất cả các thầy cô ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Có thầy Hưng. Đấy, thầy Hưng ở bên bên trường khoa âm nhạc. Đấy, thầy Hưng đây. Em chào thầy Hưng, đẹp trai tốn gái. À quên nhầm. Thầy Tết. Vâng, ăn Tết ở quán bạ luôn. Rồi. Thầy Hưng đẹp trai. Rồi. À, có bên cạnh thầy Hưng là bạn Luận là K27 này. Đấy, học trò của thầy Hưng này. Bên cạnh của thầy Hưng có bạn Luận này, có anh Huy là bạn của thầy luôn. Anh Huy, ca bao nhiêu anh nhỉ? Chào mọi người nhá. Anh ấy ca bao nhiêu? Anh 1 lít 65. 1 lít 65. 1 lít 65. Rồi. Rồi bên hãy bỏ phiếu cho anh nhiều rượu vào. Rồi anh nhá. Anh Hoàng Khiển nha, chuyên Falicam nha. Chưa có người yêu. Sản xuất ra người nha. Rồi. Okay. Bên này là bạn Mai Ngọc Sơn. Đấy. Sư phạm nhạc K1. Đấy. Bạn của Quốc Hoàng với anh Vũ Trọng, Trọng Vũ. Rồi. Kế bên này. Em chào cô. Rồi, em không dám nói nữa, em nói nhỏ hơn. Rồi. Đây là Mama tổng quản. Rồi. Rồi có gì cô đừng thông cảm cho em. Cô không bao giờ cô thông cảm cho em. Rồi chết tay rồi, vụ này chết tay. Ai bảo đừng thông cảm. Cả nhà ơi, chị em do từ nãy giờ gặp vỏ dưa này, gặp vỏ dừa rồi. Em chào cô, có gì cô tha cho em. Nhất định là cô sẽ không tha cho em. Nhất định cô sẽ không tha cho em nữa. Rồi. Cô ơi, có gì cô đừng thông cảm nhé. Nhất định là cô sẽ không tha cho em. Ôi rồi, chết tôi rồi. Rồi, chúc mừng cô, chúc cô sức khỏe nhá. Rồi. Cả nhà ơi, cái cô Mai bên muối nha, khoa muối nha. Rồi, muối say. Đã
Ô cả nhà đồ khởi cái rô một cái nhá. Rồi, rồi. Không, vẫn còn thấy ơi, vẫn còn chén này. Vẫn rô rô một cái nhau máu, rô một cái thế rô. Uống rồi như rô một cái cho nó vui. Rồi, nào. 1 2 3 rô, 2 3 rô, 2 3. Ô chồng đi lên. Rồi em cảm ơn thầy cô. Rồi, xong rồi. Rồi bây giờ rồi cứ để chén lung tung này hỏng hết việc này. Rồi em chào anh. Rồi học tả đấy, học chiếu. Rồi em chào anh. Đúng rồi, ok. Lần đầu tiên em được quan hệ tình cảm với anh. Dạ vâng, rất là cảm ơn về sự tình cảm. Thế là hôm nào sẽ lên Đồng Văn và gặp thầy Luận này, Minh Giả Bản này. À anh Minh, anh Minh ở Văn Hóa. Cho mà anh tên gì nhỉ? Anh tên Công. Vâng, anh Công, anh chuyên, anh là Công Công à? À Công. À, anh có phải là đồng tính luyến ái không? Hay không, gì nhỉ? Không đồng tính nhỉ? Anh thích con gái, anh thích con trai? Không, anh thích con gái. À, anh ấy thích con gái. Ừ. À rồi, em sợ anh ấy thích con trai thì chết tôi. Không, lắc đầu luôn. Con... À, dạ. Thế nên bạn gái của anh ngồi cạnh thì bây giờ thích vâng. con trai à? Con trai, gái. Con trai. Ô, anh thích con gái, chứ thích con trai. Không thích mềm. Không thích mềm, chỉ thích cứng thôi. Nó có nghiên cứu anh. Ai dạ. Nói. Không bao giờ thích mềm, chỉ thích cứng thôi. Anh là thích con trai. Đúng anh thích con trai đúng không? Dạ. Nhưng mà vợ anh lại thích con gái. Hay là kiểu gì? Anh thích con gái. Anh thích con, nhưng vợ anh lại thích con trai nhỉ? Thế có nghĩa là vợ anh lại thích con trai nhỉ? Vợ anh xinh đẹp là thích con trai thì anh lại thích con gái. Con gái phải thích con trai phải thích con gái chứ làm sao đồng tính được. Thế là bây giờ là tình hình là anh xử lý kiểu gì? Anh xử lý bởi vì là anh là con trai. Đúng không ạ? Vợ anh là con gái. Đấy. Không bây giờ là anh xem con gái chị gái. Thế bây giờ em tán anh đêm nay lại anh ngủ với em. Thế là chị đây ngủ với ai? Không được, anh cho lại không tán anh được. Anh này không được. Không em không tán anh. Mà thế sẽ có người khác tán anh. Nhưng mà đêm nay anh sẽ không ngủ với vợ anh mà sẽ có. Anh sẽ ngủ với người khác như là cũng là con gái. Nhưng mà đêm nay là thế vợ anh thì làm gì? Vợ anh lại đang ngủ với người khác. Không được rồi. Mệt mỏi không lắm. Tốt rồi. Rồi thôi, mới dậy. Mới dậy rồi. Chuẩn chỉnh luôn. Thế rồi vài nhớ nha, thôi mới sao nhá. Okay. Thế là Mai Ngọc Sơn là chào các thầy cô. Chào các thầy cô Việt Bắc. Bây giờ về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chương trình là sẽ về Thái Nguyên. Rồi. Đây là vợ của Sơn nhỉ? Đúng. Vợ của Sơn đúng không? Dạ vâng. Đây. Chào vợ của Sơn nhá. Rồi. Chị à? Vợ hay chị? Mẹ. Mẹ à? Đúng rồi, vợ là mẹ mà. Rồi. Rồi. Chào em nhá. Rồi. Chào cả nhà. Rồi. Cả nhà thân mến, chương trình giao lưu văn nghệ tạm dừng ở đây một tí. Tí nữa sẽ báo sẽ quay tiếp. Anh chỉ mong là em làm sao em giúp đỡ những người những người. Con người mà cần giúp đỡ. Đúng rồi. Rồi mua sai cả nhà thân mến. Để mà giúp đỡ em chẳng giúp đỡ gì được anh. Nói rồi cả nhà thân mến. Để mà giúp đỡ anh chẳng cần gì em giúp đỡ anh cả. Rồi cả nhà thân mến, nắng cao nguyên. Nắng cao nguyên này. Nắng cao nguyên. Nắng cao nguyên với nắng cao nguyên với là A Páo. Khi đã giúp thì không mong muốn là A Páo hay là mọi người hay là ai giúp đỡ tới nắng cao nguyên. Khi mà mình đã giúp đỡ rồi thì nắng cao nguyên có cần ai giúp đỡ không? Thực sự là này, em giúp đỡ bà con hay tất cả mọi người cũng không mong gì ai giúp đỡ mình cả. Mình chỉ mong là những cái người mình được giúp đỡ, mình giúp đỡ rồi thì giúp đỡ những cái người nào mà khó khăn hơn, đúng không? Khó khăn hơn. Rồi cả nhà nhá, hãy nhớ là A Páo và nắng cao nguyên cùng tất cả các anh em ở quận Bạ Hà Giang, khi mà đã giúp đỡ được ai rồi thì không mong muốn là mọi người giúp đỡ lại, mà chỉ mong muốn là mọi người hãy giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn. Rồi mùa say, chúng mình cùng đồng khởi và nâng một chén để chúc mừng chương trình hôm nay thành công tốt đẹp đó. 1 2 3 rô, 2 3 rô, 2 3 uống chồng đi lên nào. 1 2 3 Em cảm ơn các anh nhá. Cả nhà ơi,
Nắng cao nguyên hết chưa? Hết rồi, kiểm tra nào. Rồi anh Huy hết chưa? Rồi. Luận hết chưa? K 27 hay 29 nhỉ? 28 rồi. Hiếu hết chưa? Hiếu tốn gái này, hết chưa? Hiếu nào? Đây, không phải Hiếu hay gì. Quên tên nhỉ? Đi cùng xe mà. Quên. Covid hậu Covid rồi. Rồi hở hết nhá. Rồi. Đây có anh Khiển này, nào rồi. Chào cả nhà. Rồi mời sang nha. A Páo xin phép được khép lại video ở đây. Chương trình này là chương trình đặc biệt. A Páo sẽ mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mê mê. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xám. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say. Mù say say lòi say say hô chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống